101 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Đầu tuần bữa nay các bạn có vui không? Còn chị rất là vui bởi vì có một bộ sticker nè, siêu đẹp luôn. Bộ này á là 6, có 6 bạn búp bê nha. Đó, với những cái khuôn mặt và những cái cặp mắt khác nhau. À, chưa có tóc, chưa có quần áo, chưa có giày dép gì hết. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là trang trí tóc rồi cho các bạn nha. Đây nè, đó, bộ sticker này người ta làm rất là kỹ luôn. Đó, những cái mái tóc rất là dễ thương ha. Và các bạn có thấy điều đặc biệt không? Là các bạn nhìn ha, màu da nè, là nâu, rồi nâu nhạt dần, rồi vàng, rồi trắng, trắng trắng dần nha. Và tên của các bạn đó là Tôi Thích 7 Sắc Cầu Vồng. Wow, Tôi Thích 7 Sắc Cầu Vồng nha, đó là tên của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mặc đồ cho các bạn tôi trước này nha. Đây là tôi. Wow, tôi có mái tóc màu hồng, trời ơi, có miếng băng keo dễ thương chưa nè, lông mi đồ này nọ này ha. Và bây giờ thì mình sẽ cho bạn tôi này là tôi đây. Đeo cái tóc này vô. Trời ơi, các bạn nghĩ sao? Đó, nếu mà mình đeo vô mình thấy nó chưa có vừa các bạn thì mình có thể tháo ra và mình gắn lại như thế này. Đó, xin miễn sao thấy vừa là ok nhá. Đây nha, cái tóc siêu đẹp luôn. Và tóc hồng thì chị sẽ cho anh em một đôi giày hồng này đi, cho nó dễ thương nha. Đây. Rồi, mặc đồ như thế này thì thấy được không? Phải mặc đồ vô ha, lỡ hồng hết rồi. Bây giờ chị cũng sẽ cho một cái áo đi học màu hồng. Wow, thấy không, bạn tôi rất là dễ thương. Và bạn ấy hả sẽ còn đính một cái cài nữa nè, một cái tai phone các bạn, một cái tai phone mà kiểu như là tai mèo á. Đây, đính một cái tai mèo lên nữa. Đó, một cô gái siêu hồng và siêu đáng yêu, các bạn thấy có đẹp hay không? Đó, rất là xinh. Tiếp theo thì sẽ là bạn da màu mắt vàng. Đó, thì bạn này sẽ sử dụng mái tóc đen nha. Đôi lúc là người ta dán có một miếng băng keo thôi, nó không có đủ thì mình phải dán thêm một miếng nữa nha các bạn. Cái bộ này chị mua đó, đó cái đó là để dán lần sau, còn cái này thì để dán cái tóc mái lần trước nha. Ok rồi. Cái tóc này có vẻ như là nó hơi bị đó, nhìn rất là đẹp nha. Và bạn này mặc đồ đen thì chị sẽ cho may một đôi giày màu đen luôn. Đó, nhìn có siêu ngầu chưa? Sau đó thì sẽ cho bộ đồ đen luôn nha các bạn. Kiểu như là đen thừa lùi luôn, một bạn thì đen thừa lùi, một bạn thì sẽ hồng thì hồng. Đây. Đó, trời ơi, thấy vậy chứ dễ thương mà. Và bạn này cũng sẽ cài một cái tai phone. Đó, tai mèo luôn. Meo meo meo. Đó, và để đây. Tiếp theo. Đó, bạn này mắt hồng thì tóc hồng, bạn này thì mắt xanh cho nên sẽ có là mái tóc xanh. Dài nha, không biết là các bạn là thích cái mái tóc nào chưa nhất nữa. Đây, đó, dễ thương quá đi á. Và chị thấy cái này nè, đôi giớ này nè, đôi giớ này đẹp không, giày này đẹp không, hay đổi đi nha. Sẽ cho mang đôi giày này đi. Đó, và một chiếc áo màu xanh, áo giống như là thủy thủ mặt trăng nè. Và dĩ nhiên thì bạn này cũng sẽ cần cái tai phone màu xanh. Đây, như vậy là chúng ta đã có được bạn là tôi thích 7 ha. Bạn là tôi thích 7. Wow, ba bạn tôi thích 7 đây. Đó, các bạn thấy là như thế nào? Và ba bạn này là ba bạn da màu nha. Đó, bây giờ thì sẽ đến ba bạn da trắng. Ba bạn da trắng thì mình sẽ chọn đồ trước nha, thì cũng sẽ là ba cái màu này thôi. Bây giờ đầu tiên là màu hồng. Màu hồng thì chị sẽ cho mặc cái này. Đó, rồi sẽ mặc bộ đồ này. Rồi, trời ơi, rồi không có tóc hả ta? Hay là cái này là tóc đây các bạn? Tóc hay là tai thỏ vậy ta? Không có tóc. Nhìn hơi bị kỳ nha. Nhưng mà cứ để tạm như vậy đi ha. À, để tạm thôi. Một hồi đó thôi đi. Để tạm nhìn. Thôi đeo luôn đi nha các bạn. Kệ nó đi cho nó vui vui. Rồi, tiếp theo thì bạn này là con mắt cầu vồng nè. Con mắt cầu vồng và bạn này sẽ chọn cái màu đen. Đây, đó, màu đen, có đôi giày đen nè. Sau đó bạn sẽ có là một cái áo đen. Đó. Và bạn chỗ cái này là gì chị cũng biết luôn nè. Cái này là tóc hay là cái gì vậy ta? Là tóc rồi. Đó, tóc. Và bạn sẽ cài một cái cài như thế này. Trời ơi, hết sức là màu đen. Rồi, tiếp đến thì sẽ là cái bạn này. Đó, bạn sẽ mang vớ vô nè. Rồi bạn sẽ mang đôi giày màu xanh. Ok. Đây.
Rồi sau đó thì bạn sẽ mặc một cái áo màu xanh. Và bạn này thì kiểu như là may mắn hơn nè. Đó, bạn có cái tóc thắt bím. Đó, và bạn sẽ cài một cái nơ như thế này. Rồi đó, như thế này. Rồi và bây giờ thì các bạn xem nè, rõ ràng luôn ha, nhìn rất là rõ ràng luôn. Là khi mà chúng ta kiểu như là không có tóc á thì nhìn nó sẽ rất là xấu đúng không? Đó, hoặc là mình đính đại lên, dù là mình đã có đính nơ rồi đi chăng nữa, nhưng mà không có tóc thì sẽ rất là xấu. Nhưng rất tiếc, bộ đồ chơi này thì chỉ có 3 bộ tóc thôi. Như vậy thì sao? Chúng tôi sẽ nhường tóc cho 3 bạn này. Wow wow, nhường tóc luôn. Ok, một hành động đẹp. Dù gì thì cũng là sticker mà, chúng ta cũng sẽ thay đổi tóc cho nhau nha. Đây các bạn, chúng ta sẽ tháo tóc ra. Đó, như thế này nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ cài cái cài của bạn này lên. Wow, nhìn nó xinh hẳn ra liền đúng không nè. Đây. Rồi, bây giờ thì cái bạn này mình sẽ cho xài cái mái tóc đen. Mình sẽ tháo cái này ra các bạn. Chúng ta phải chia sẻ vậy thì nó mới vui nha. Kiểu như ai cũng sẽ có lúc đẹp, lúc xấu hết. Đây, bạn kêu. Rất là xinh luôn. Và bạn này thì sẽ cho cài hai cái nơ màu hồng ở trên. Đó, các bạn thấy sao? Tiếp theo thì là bạn này cũng sẽ nhường tóc cho bạn này. Chứ ai mà để tóc kỳ quá đi à. Ủa vậy là bạn này lại bị xong sệt tông hả? Thôi như vậy thì sẽ cho bạn tóc màu đen đi nha. Không thấy tóc nha. Tự nhiên chị tính để các bạn nó dán vô làm sao. Rồi. Rồi bây giờ các bạn màu xanh này thì sẽ được cho mái tóc đen. Cái bạn này cái mặt bản quạo ghê luôn nha, kiểu như là bạn không đồng ý với lại cái màu tóc này hay sao á, hay là không biết là bạn có chuyện gì không vui nữa. Đó, như thế này. Rồi, có gì mà không vui, tụi tôi còn nhường tóc cho bạn nữa. Và do là thấy bạn này không vui cho nên là cho bạn thêm là hai cái cài, cái tay thỏ ở trên như thế này nữa nè. Đó, và bạn không thích thì mình sẽ đeo cài cho bạn nha. Nhiều lỗ tai quá không được, không được. Đó, một cái lỗ tai thôi. Đây, các bạn xem nè, đây là ba bạn da trắng. Đó, thì so với lại ba bạn da màu thì ai đẹp hơn nha. Dĩ nhiên là da trắng là phải đẹp hơn da màu rồi. Đúng rồi đó, da màu tối thùi thiết ghê. Tụi mình da trắng, mặc đồ vô, đeo tóc vô, bao xinh. Nhưng các bạn da màu thì tốt mà, còn nhường tóc cho tụi mình nữa. Với các bạn nó cũng xinh mà. Và theo các bạn á, thì là ba bạn da màu thì có xinh không nè. Tuy là màu da nó không có được sáng sủa cho lắm, nhưng mà chị thấy là ba bạn này dễ thương mà đúng không? Đó, khá là đáng yêu luôn á. Rồi, còn ba bạn này da trắng thì dĩ nhiên cũng xinh. Và bây giờ không cần đổi tóc giả luôn, nhưng chúng ta cũng hãy xem coi ba bạn này có xinh hay không nha. Đây. Đó. Không cần luôn. Như thế này. Rồi, nhìn cũng rất là ngộ nghĩnh mà. Liêu liêu liêu, ngộ nghĩnh cái gì mà ngộ nghĩnh. Nhìn thấy ghê thì có, tóc dài mới đẹp. Đúng là tóc dài thì mới đẹp, nhưng có nhiều người bị bệnh đó các bạn. Cho nên là phải cạo trọc đầu như thế này. Hoặc là các bệnh nhân bị ung thư đó các bạn. Khi người ta vô hóa chất thì tóc nó sẽ rụng hết. Tuy nhiên, qua video này thì chị muốn nhắn gửi đến các bạn á, dù là mình có tóc hay là mình dù là có tóc hay là không có tóc thì quan trọng á, nhất là chúng ta phải sống biết yêu thương và biết giúp đỡ nhau, giống như là ba cái bạn này nè. Tuy là không có, tuy là lúc đầu có tóc nhưng mà nhường lại cho ba bạn này luôn thì cái hành động đó rất là đẹp và rất đáng được khen, phải không nào? Còn các bạn nghĩ sao, hãy comment ở phía dưới nha. Còn video của chị đến đây thì là kết thúc rồi đó. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Yêu các bạn rất nhiều, bye bye. Xin chào nè, tôi thích bảy sắc cầu vồng. Đừng quên cho chị một like và một đăng ký thành viên kênh nha.